Ta ý lớn hơn hiếp nhỏ thì sao? Nếu như ta giết tất cả hai người, đâu người nào biết ta đã làm chứ? Tiểu tử, ta đâu có kêu những người đợi ta trở về. Tại sao tự mình bỏ đi? Chút nữa mất luôn cả cái mạng. Tên ngu kia, người ba lần bốn lượt đứng phía sau lưng tiểu tử này kiếm chuyện với ta. Có phải muốn đấu đòi chung phá thành của ta hay không? Ai không biết phá thành có thù phải trả. Tiểu tử này tự nhiên là cháu ta. Nhưng mà tên gì ta không có biết. Nó họ Lâm, ta họ Mộc. Không có quan hệ gì hết. Được. Nếu mà nói vậy, tiểu tử này là kẻ mượn danh lừa gạt. Ta không cần để tới nhà ngươi nữa. Đúng ra ta nghĩ rằng làm bia đỡ đạn giúp cho hắn sẽ có lợi gì đó. Nhưng trước mắt nhìn vào, đây là một việc làm ăn lỗ lã. Được rồi, người muốn chém muốn giết tùy ý nhà ngươi. Ta kể như không nhìn thấy gì hết. Tiểu tử, nhà ngươi thuộc môn phái nào? Ngươi làm cho ta tan nát cửa nhà. Còn dám hỏi ta nữa à? Ta hoàn toàn không biết ngươi. Nếu như nhà ngươi muốn tính lên đầu lên cổ của ta, ta cũng đành chịu mà thôi. Tiêu cục phước hoài. Còn nhớ hay không? Ta là Lâm Bình Chi. Thì ra nhà ngươi là Lâm Bình Chi à? Ngươi đã giết con trai của ta. Đúng vậy, con trai nhà ngươi trêu chọc gái nhà lành, chính ta đã giết hắn. Nhưng nhà ngươi đã làm cho ta nhà mất người ta, giam cầm cha mẹ của ta. Cha mẹ ta bây giờ ở đâu? Ngươi muốn biết phải không? Bọc Huynh, ngươi không phải nói tiểu tử này không dính líu với nhà ngươi sao? Ta đã quên mất một điều. Tiểu tử này đã cúi đầu lại ta, kêu ta là ông nội. Nếu như ông nội không bảo vệ được cho con cháu, vậy thì từ nay gọi ta là ông nội nữa. Nhưng nó đã giết con trai của ta, muốn giết con không thể nào không trả được. Được, ta sẽ trả thù cho nhà ngươi. 1, 2, 3 chúng ta cùng kéo một lượt. Kéo ra làm hai như thế nào? 1, 2, 3. Chạy theo. Lĩnh Hồ Sư Huynh, Lĩnh Hồ Sư Huynh, Lĩnh Hồ Sư Huynh à, Sư Huynh đang ở đâu vậy? Lĩnh Hồ Sư Huynh à, Lĩnh Hồ Sư Huynh, Lĩnh Hồ Sư Huynh, làm sao vậy nè? Lĩnh Hồ Sư Huynh à, Lĩnh Hồ Sư Huynh, hãy tỉnh lại đi. Lĩnh Hồ Sư Huynh à, hãy tỉnh lại đi mà, tỉnh lại đi Lĩnh Hồ Sư Huynh. Nhà ngươi không những không có gù, mà còn đẹp trai nữa. Lão Phụng đây nhận ngươi làm đệ tử của được không? Nhận ngươi thật sự là người của Tiêu Cục Phước Hoài ở Phước Châu à? Ta nghe nói các ngươi cũng có quyền bí kiếp đó. Võ công của ta nhà ngươi đã thấy rồi. Nếu như nhà ngươi lại ta làm thầy, sau này nếu như đánh bại Dư Thường Hải không có gì khó cả. Sao hả? Người chê lão gù ta võ công không cao lắm, không xứng đáng làm sư phụ nhà ngươi à? Hả? Sao? Võ công của lão gù ta có thể làm sư phụ nhà ngươi được chưa? Tiền bối đừng nóng giận. Võ công của tiền bối, nghe cái gì Thượng Hải phải nể mặt nữa. Không lẽ ngươi còn giận cái chuyện đêm qua ta giỡn với ngươi sao? Ta bởi vì thích nhà ngươi cho nên mới làm như vậy. Nếu bằng không, bây giờ nhà ngươi đã rơi vào trong tay của Dư Thường Hải rồi. Tiền bối chưa nhận giảng bối làm đệ tử. Giảng bối thật sự muốn như vậy. Nhưng mà cha mẹ của giảng bối còn rơi vào tay của Phá Thanh Thành, sống chết không rõ. Giảng bối khẩn xin tiền bối đi cứu họ. Nhà ngươi định mặc cả với ta đó hả? Giảng bối không dám. Dư Thường Hải. Tiểu tử, ngươi còn chưa cúi đầu lại thầy mà đã chạy rồi sao? Nè, đừng suy nghĩ đó, cúi đầu đi, lại thầy đi. Thôi thì hãy đi cứu cha mẹ tôi trước đi. Thánh thịnh họ xong rồi, tôi cho bái ông làm thầy đó.
giờ này khi tôi cúi đầu thật sự không được đâu. Không được phải không? Ta muốn xem những người được hay là không. Nói tới nói luôn, nhưng quay ta tạc kiếm phổ mà thôi. Nếu như người không nghe nói, ta là bình chia tôi cục phước hoài, biết đâu chịu để ta giúp sức chứ. Được vậy thì sao? Ta nhất định muốn nhờ người bái ta làm thầy. Không lại. Nếu không lại thì những người trở thành tàn phái. Không lại đâu. Nhà quên của phái Hoa Sơn tới rồi à? Ngọc Minh, mấy năm không gặp, vẫn còn mạnh khỏe là điều đáng mừng. Đừng nói như vậy, nhà quân đây càng sống khỏe hơn đó. Mộc Quỳnh, thiếu niên này là một hiếu tử, lại có hiệp khí, chẳng trách gì Mộc Quỳnh thích hắn. Nhưng cảnh ngộ của nó ngày hôm nay, thêm về cái chuyện là cứu con gái tôi ngày xưa ở tại Phước Châu, cho nên tiểu đệ không thể chấp tay đứng nhìn, cầu mong Mộc Quỳnh nể tình của tiểu đệ nương tay giùm cho. Vì võ công của tên tiểu tử này đây có thể cứu nhà người ha? Ta nghĩ cái lời nói đó chắc phải nói ngược lại quá. Lên Thiên Kim đã để ý người con trai này phải không? Mộc Huynh, ông nhất định nhận hắn là đệ tử à? Tôi hãy để cho hắn bẩm báo với cha mẹ hắn trước đi, lúc đó cũng không muộn. Lúc nãy ta đây nhất thời nổi hứng thôi, bây giờ nó còn lại ta 10.000 lai đi nữa, ta cũng không nhận. Thật không ngờ phái Hoa Sơn nổi tiếng như vậy cũng có hứng thú với tịch tà kim pháp nữa ha. Ông nói cái gì? Ta đây chỉ nói chơi thôi, đừng có ngại nha. Thôi ta đi. Trong võ lâm có võ công giống như hắn cũng là điều hiếm có rồi, nhưng mà lại tự cầm xa đọa. Xin sư phụ nhận con làm đệ tử nguyện tôn phủ môn quy, không bao giờ dám cãi lời của sư phụ. Ta nhận nhà ngươi làm đệ tử, ta sẽ bị tên gù lưng kia nói xấu đằng sau, nói ta giành giật đệ tử với hắn. Không, cái gã đó không thể lấy nhân tôi làm đệ tử. Nè, muốn ta nhận nhà ngươi cũng không có, nhưng mà còn chưa có bẩm lại cha mẹ người, không biết họ có đồng ý hay không. Cha mẹ của tôi đã bị tên ác tặc phá tan thành bắt giam rồi, cầu mong tiền bối ra tay giúp đỡ. Hoàn cảnh của người rất nguy hiểm, hãy ở bên cạnh của ta đi, đợi tìm được cha mẹ trước rồi tính sau. Ý của tiền bối, đa tạ tiền bối. Hai người này là đệ tử của ta, Linh Sang là con gái út, chắc là các người đã gặp mặt rồi. Dạ, gặp mặt rồi. Cha, định vật sư thái cho biết để gặp đại sư huynh, chúng ta đi tìm ảnh đi. Tiểu sư muội đừng có lo, đại sư huynh đã tự mình coi bói, anh ta sẽ sống tới 80 tuổi không có sao đâu. Đại sư huynh mà các người nói, có phải lệnh hồ sung, linh hồ đại ca không? Người đã gặp ảnh. Đã gặp anh ấy với Miếu Quan tại thành Nam Dư. Thương Hải cho biết, hắn đi chung với yêu nữ ma giáo. Nè, đừng có nói xấu đại sư huynh nha. Phải trời, ảnh không bao giờ đi chung với người của ma giáo đâu. Chúng ta tôi nghe nói gì mà. Thì là hết nói nổi. Chúng ta đi. Cha ạ, cha. Sư phụ. Chúng ta không đi tìm đại sư huynh hả? Bây giờ nó bị trọng thương, sẵn có nguy hiểm đó. Cha. Sư phụ. Nghe nói là sư huynh xuất hiện ở trong kỷ viện không có được vui rồi. Đúng như vậy, người còn nói ảnh đi chung với người của ma giáo nữa. Muốn lấy lòng sư phụ cũng đâu có cần hãm hại đến đại sư huynh. Tôi không phải có ý đó đâu. Người thấy ghét quá à? Sư phụ Nhi Lâm, sư phụ hãy trở về đi, để sư phụ ở nhà phải chờ đó. Không được đâu, lỡ có người có phái Thanh Thành tới thì làm sao? Hey, không có đâu, xem nè, bây giờ nguyên khí đã khôi phục lại rồi, hả? Nếu như người có phái Thanh Thành chạy tới, anh chỉ cần một chiêu thôi. Đánh cho chúng chổng mông lên trời, bình xa lạc nghiệp đúng không? Phải, cái gì mà chổng mông chổng khu chứ, nói không có tao nhã. Không được, phải đổi tên khác, thôi gọi là bình xa lạc nghiệp. Định hồi sư huynh, thôi đừng cố gắng nữa, đừng nói là có người đuổi theo, giả thú cũng ăn thịt sư huynh được. Có biết hay không, thật ra con người chúng ta còn sợ hơn giả thú nữa. Em nói đi, phải vậy không? Hay bây giờ vừa đổi vừa khác, nếu như có giả thú nào đi ngang qua, ta chỉ định sẽ bắt nó làm thịt liền. Lệnh hồ sư huynh đói rồi hả? Bụng đói có thể chịu được, nhưng mà bây giờ ngay cả đồ cũng không có để uống nữa. Mất máu nhiều, cần phải uống nước đó. Thôi để muội đi lấy nước.
Nè, làm gì vậy? Nói cho mụ biết nha, lúc nãy đi ngang qua đám ruộng, nhìn thấy rất nhiều dưa hấu. Mụ đi hái vài trái tới đây ăn đi. Lệnh hồi sư huynh, mụ không có tiền, huynh có hay không? Để chi vậy? Thì đi mua dưa hấu. Ây da, mua cái gì mà mua chứ, sẵn tay bẻ mấy trái về đây được rồi. Ở đây không có ai đâu, người trồng dưa, cách cái vườn dưa của người ta xa ghê lắm, không cần dùng tiền mua đâu. Không hỏi mà lấy đại, như vậy là ăn trộm rồi. Đó là giới thứ nhì trong ngũ giới, không có được đâu. Thôi được, mụ sẽ đi quá duyên, xin một trái dưa hấu, mụ nghĩ là họ sẽ đồng ý. Ây da, chịu hết nỗi tiểu ni cô này rồi. Lệnh hồi sư huynh à, đợi mụ chút nha, mụ đi quá duyên về mau lắm. Có ai hay không? Gần đây có ai không? Bồ Tát, đệ tử không có lòng ăn cắp dưa của người ta, nhưng lệnh hồi sư huynh muốn ăn dưa hấu. Bồ Tát, Nghi Lâm phạm tội trộm cắp, không ăn thua gì tới lệnh hồi sư huynh đâu, người nào làm người đó chịu. Nếu Bồ Tát muốn phạt, xin phạt mình con. Tiểu sư phụ, viết cái gì vậy? Tôi... Nghi Lâm Hằng Sơn quá duyên với thiện nhân. Muốn dưa hấu thì cứ việc lấy đi, đừng khách sáo. Vườn dưa hấu này là của ông hả? Phải. Thí chủ, tôi có thể quá duyên được không? Cứ việc lấy thêm vài trái nữa đi. Tóm lại chỗ này không có ai tới, để ở chỗ này không có ai ăn cũng hư hết thôi. Dạ không cần, một trái là đủ rồi. Cảm ơn thí chủ. Nè, tiểu sư phụ. Hả? Đừng có nói cho ai biết là đã gặp ta ở chỗ này nha. Ta thích thanh tịnh. Ta không muốn những ngày tháng đua tranh với đời rồi bị người ta quấy nhiễu. Tiểu sư muội, ăn cơm đi. Không ăn, không ăn. Không ăn làm sao được chứ, sư phụ mà biết được sẽ không vui đâu. Ông không đi tìm đại sư huynh với em mới không vui đó. Ê, Bình Chi. Sư huynh. Ê, Bình Chi, đừng có gọi, chưa có chính thức bái sư mà. Nè, tôi hỏi nha, có phải anh muốn trở thành đệ tử của phái Hoa Sơn không? Nếu nhà tiền bối chịu nhận tôi làm đệ tử, tôi đi cảm kích vô cùng đó. Cơ hội tốt rồi đó. Thôi anh hãy biểu hiện cho người ta thấy đi. Nè, sư phụ nghe lời của tiểu muội nhất. Chỉ cần lấy lòng của tiểu sư muội, như vậy tiểu sư muội sẽ nói tốt dùm cho nhà ngươi ở trước mặt của sư phụ. Như vậy chuyện gì cũng xong hết. Thật à? Nè, ngươi vô đây làm cái gì? Sư tỷ. Ai là sư tỷ của ngươi? Mang cơm tới sư tỷ. Giết rồi hả? Đã nói không ăn mà, mang đi đi. Sư tỷ ăn đi. Nếu mà không sư phụ trách tội tôi gánh vác không nổi đâu. Đừng có mặt mày lì lợm nha. Chả có ra những người làm đệ tử hồi nào. Nếu còn phải người nói bậy bạ thì ta đã tìm được đại sư huynh rồi. Xin lỗi, không ngờ lời của tôi gây ra sự hiểu lầm lớn tới như vậy. Sư tỷ. Đừng gọi ta là sư tỷ, ta không có muốn đâu. Người biết lỗi của mình như vậy là được rồi. Nghe mà ra ngoài đi. Tôi ra ngoài. Cơm này sư tỷ phải ăn đó, đừng để đói bụng nha. Ra ngoài đi, ta không cần ngươi quan tâm. Có người quan tâm còn không chịu sao? Đâu giống như tôi vậy, vì một tịch tà kiếm phổ vô duyên gì đó tiêu cục quỷ quỷ, bây giờ cha mẹ không có rõ tâm tích, tụi này không khác có người lo cho tôi. Vậy còn cô, đối xử quan tâm với người khác hoàn toàn không liếng tiếc. Thật sự có phước mà không biết mình có phước mà. Người nói đã rồi chưa? Ra ngoài cho ta đi, ra ngoài, đừng có làm phiền nữa. Lúc này có phải tôi đầy quá đáng? Chắc là không đâu. Lâm Bình Chi, lúc nãy tao hơi bực trong người.
Để tôi xuống bếp xem có gì ăn được không. Không cần. Ta muốn hỏi, có phải ngài thật sự đã gặp đại sư huynh? Đưa ta đi gặp ảnh đi có được không? Không có sự đồng ý của cha cô, không được đâu. Lúc nãy ngài gọi ta là sư tỷ phải không? Ừ. Vậy thì sư đệ có cần nghe lời của sư tỷ không? Nhưng mà... Đừng có nhân mà nữa, nếu không ta kêu cha ta không nhận ngươi. Nhưng mà cha của cô có dặn kêu tôi đừng đi xa ông ta. Đi theo bên mình của ta cũng đâu có xa một bước. Hả? Vậy chứ có đi hay là không đi? Lệnh hồi sư huynh. Lệnh hồi sư huynh. Lệnh hồi sư huynh à. Lệnh hồi sư huynh. Lệnh hồi sư huynh à. Lệnh hồi sư huynh. Lệnh hồi sư huynh. Lệnh hồi sư huynh. Chán thiệt. Đi về nhà đi. Cũng là tại tôi. Nếu mà tôi không đi chỗ khác thì đâu có chuyện gì xảy ra. Lệnh hồi sư huynh. Mù nhất định sẽ chờ sư huynh. Nhất định chờ sư huynh về. Vào đêm hôm qua, ta gặp Định Hồ Đại Ca trong miếu quan này đây. Đại sư huynh. Định Hồ Đại Ca. Đại sư huynh. Định Hồ Đại Ca. Đại ca. Đại sư huynh. Định Hồ Đại Ca. Đại sư huynh không có ở đây. Biết đâu chừng anh ta đã về rồi. Nhưng người nói là anh ta ở đây mà. Thật là anh ta tức chết đi. Bây giờ chúng ta về đi. Muốn về nhà ngươi cứ về một mình. Ta muốn tìm đại sư huynh. Không cần kiếm nữa. Như thường nãy. Sao chúng ta có duyên với nhau đấy nhờ ha? Ngươi muốn làm gì? Hãy trao cho mẹ ta ra. Nếu như không cho thì làm sao hả? Cha của ta dự trường nhận mình chi làm đệ tử. Nếu như không trao cha mẹ của hắn ra, kể như là chống đối với phái Hoa Sơn của chúng tôi. Ngày hôm nay ta không những không trao ra, mà ta đưa hắn về nữa. Bình Chi, ngươi đó làm gì? Ngươi điên rồi. Hắn mới là kẻ thù của ngươi đó. Ngươi không phải. Chết. Nhạc huynh, thật sự muốn ra dùm cho cái gã tiểu tử không liên can này hay sao? Chỉ cần đi ngược đạo nghĩa giang hồ, Hoa Sơn phái phải nhúng tay vào. Nếu như không trao nhà ngươi thì sao? Tại hạ sẽ mang tất cả những điều tốt đã làm ở tại Phúc Hoa Tiêu Cục trong đại hội kim bồn tẩy thủ của Lưu Sư Đệ truyền bố ra hết. Ngươi! Nhưng nó kiếm pháp của nhạc huynh rất là cao mình, đã luyện xong Tử Hà Thần Công, dư mổ ngày hôm nay muốn thọ giáo vài chiêu. Được. Giỏi cho Tử Hà Thần Công. Nè, đừng chạy theo. Bình Chi đã bị trọng thương, cứu người trên hết. Không ngờ trong võ lâm lại có bại loại như vậy. Vì đạt được mục đích là bất chấp thủ đoạn, dùng kim độc điều khiển tâm trí con người. Một khi mất lý tính, đừng có nói là bạn bè, lục thân cũng không nhận. Lúc nãy ngươi xem ta giống như cái tên mũi trâu kia muốn giết ta đó. Xin lỗi. Người phải nói xin lỗi là ta mới đúng. Nếu như ta không kéo người đi gặp đại sư huynh thì người đâu có bị thương như vậy. Không, bởi vì đại vũ công không bằng người ta cho nên liên lụy sư tỷ. Tiền bối, đừng trách cô ta nha. Ừ,
người biết ăn nói thật đó. Tuy nhiên đừng có gọi ta bằng tiền bối nữa. Cha của ta đã nhận ngươi làm đệ tử rồi. Thật à? Lúc nãy Dương Thương Hải dồn dập ngươi, nếu như ta không làm như vậy, hắn không bao giờ dễ dàng bỏ qua đâu. Đệ tử Huệ, Bình Chi, hãy trở về Hoa Sơn rồi mới bái sư đi. Đa tạ sư phụ. Mừng cho cha mới nhận thêm một đệ tử. Tuy nhiên hắn phải gọi con là sư tỷ hay là sư muội đây? Các sư huynh của con ai cũng vào môn phái trễ hơn con, gọi con là tiểu sư muội. Xem ra con lúc nào cũng làm tiểu sư muội hết đó. Không được, bắt đầu ngày hôm nay con làm sư tỷ. Cho dù cha từ nay có nhận 100 hay là 200 đệ tử, họ đều gọi con là sư tỷ. Hơn nữa còn gọi là đại sư tỷ. Đại sư tỷ? Hắn tự nguyện gọi đó nhờ, chứ con không có bắt buộc đâu. Mới vừa vào trong môn phái của cha, con đã dùng hai cái chữ bắt buộc rồi. Mình chỉ còn tưởng rằng môn phái của cha ai nấy cũng đều giống như con vậy, kỳ lớn hiếp bé, như vậy sẽ làm cho nó giật mình. Dạ. Vậy thì sư phụ, về việc cứu cha mẹ của đệ tử thì sao? Ta muốn trong đại hội kim bồn tể thủ, đợi chủ môn nhân ngũ đại kiếm phái có mặt đầy đủ, mới nói rõ lên tội lỗi của Dư Thường Hải, ta sẽ mời họ chủ trì công lý cho ngươi. Tới lúc đó hắn không trao cha mẹ của tiểu sư đệ ra cũng không được. Nhưng mà sư phụ, cha mẹ của con ở bên mình của Dư Thường Hải thêm một ngày sẽ có phải nguy hiểm đó. Dư Thường Hải chỉ có mục đích muốn lấy kiếm phổ của nhà họ làm các người. Ta nghĩ tạm thời không có điều gì bất lợi với họ đâu. Nhưng mà rủi ro hắn không tới dự kim bồn tể thủ và cất giấu cha mẹ của con. Bình Chi, sư phụ sẽ cùng nhà ngươi lên núi Thanh Thành cứu lại cha mẹ con. Đa tạ sư phụ. Thì là kiên nhẫn quá đi. Nghi Lâm sư muội. Lĩnh hội sư huynh. Lĩnh hội sư huynh không có sao vậy là được rồi. Cái con nhỏ điên này tại sao gọi đây? Muội đi hái dưa hấu về đâu có thấy sư huynh, sợ là có chuyện cho nên muội. Tại sao không về tìm sư phụ? Sợ sư huynh bị giả thú ăn thịt cho nên. Cho nên ôm trái dưa hấu đợi ở trên này phải không? Lĩnh hội sư huynh muốn ăn dưa hấu, bất cứ giá nào muội không có để mất cái dưa hấu này đâu. Ôi, khóc cái gì chứ? Đừng khóc nữa, đừng khóc. Nếu mà khóc nữa hai con mắt xưng giống như là hai cái nhãn đó. Làm ơn đi, đừng có khóc nữa có được không? Nếu như khóc nữa, sư huynh sẽ khóc chung với em đó. Cười đẹp phải không? Thiệt là điên quá đi. Khóc cái gì? Nè, ăn dưa hấu đi. Đi. Wow, đẹp thiệt là đẹp nha. Wow, không nhìn thấy hay sao? Wow, cảnh sắc cái chỗ này đẹp quá đi. Thật sự đẹp đó. Tiểu đệ cảm thấy cái việc quen biết với Thúc Đại Ca không phải người thế tục có thể hiểu nổi đâu. Chúng ta quen nhau, mặc kệ người ngoài nghĩ thế nào, đúng cũng được, sai cũng được, 100 năm sau đều trở về với các bụi, để ý quá làm gì đây. Nói nghe có lý. Ta cảm thấy cái bản nhạc tiêu ngạo giang hồ này tuy là hơn hẳn người xưa, nhưng vẫn có cái chỗ chưa có toàn thiện, nhưng không biết là ở chỗ nào. Thân tại giang hồ, ân quán tình thù, thị thị phi phi, muốn phong kiếm quy ẩn đâu phải chuyện dễ. Ý của đại ca càng cao siêu hơn. Lưu Hiền đệ, biết rõ ngày mai đệ sẽ kim bồn tể thủ hối ẩn giang hồ, nhưng mà ta chỉ lo mọi việc không có thuận lợi đâu. Sự chém chém giết giết mấy chục năm
đệ đã chán lắm rồi. Thật sự rất là thích cuộc sống trong trốn sơn thủy, kim bồn tẩy thủ. Chắc chắn là tiến thành. Hy vọng sau này chúng ta có thể mang cái khúc nhạc này đàm tấu siêu phàm, thoát tục hơn nữa. Thật sự tiếu ngạo giang hồ. Được. Tiếu ngạo giang hồ. Tìm tới tìm lui chỉ có căn miếu quan này thôi. Có được chỗ nghỉ ngơi là do Bồ Tát phù hộ đó. Đây đúng lắm. Hồi nhỏ anh thường ở trong miếu quan giống như vậy đây. Có trời có Phật để mà cúng lại. Ngủ một giấc bình yên cho tới trời sáng. Em có biết không, anh là một cô nhi, lúc đó lang thang khắp nơi bốn biển. Cho tới 15 năm về trước mới gặp được sư phụ của anh, dẫn anh tới Hoa Sơn, nhận làm đệ tử. Lúc đó tiểu sư muội anh mới có 3 tuổi thôi. Mấy anh em chúng tôi lúc nào cũng bồng tiểu sư muội qua ra Tiền Sơn Hậu Sơn vui chơi, có thể nói là lớn lên chung với nhau đó. Lệnh hồ sư huynh, muội cũng là một cô nhi đã được ân sư nuôi dưỡng, từ nhỏ đã xuất gia rồi. Như vậy tốt, vậy là huynh may hơn. Nếu không chủ Thiếu Lâm nuôi dưỡng huynh, chắc bây giờ huynh đã trở thành hòa thượng rồi. Sư muội Nghi Long, cảm ơn muội đã chăm sóc cho anh. Hey, cái mạng này đây đã được muội cứu sống lại. Thôi thì muội hãy trở về đi. Không, đâu có được. Quan Sơn giả lãnh, đâu có thể bỏ sư huynh ở đây một mình. Hãy trở về chỗ của Lưu Sư Thúc mà nói cho các sư đệ biết, họ sẽ tới đây chăm sóc cho huynh. Hả? Đi đi. Anh làm mất lòng em chỗ nào vậy? Không có, đâu có làm mất lòng muội. Muội hiểu rõ. Sư huynh muốn muội đi ngay lập tức để sư huynh khỏi xui xẻo. Sư huynh đã có nói mà, nếu gặp phải ni cô thì đánh bài sẽ. Con người của anh không có biết ăn nói, nói bậy nói bạ mà. Ngày hôm đó anh đây nói chơi. Xin lỗi nha, xin lỗi, đã làm mất lòng trên dưới dưới của phái Hằng Sơn. Ây da, anh thật đáng chết. Tại sao lại nói như vậy chứ? Thấy ghét. Lệnh hồi sư huynh à, đừng đánh nữa mà. Chuyện gì vậy? Nhất thường lại đau. Đau ở chỗ nào? Ây da, nếu như có Lục Đại Hữu ở đây tốt biết mấy. Vậy, anh ta biết chữa vết thương. Lục Đại Hữu kia biết nói chuyện chơi, nghe vô khỏe lại liền hờ. Lệnh hồi sư huynh, muội không biết nói chơi, nhưng muội có đọc một quyển kinh thư gọi là Bạch Ngọc Kinh. Ngày xưa có một quốc vương hy vọng là con gái của mình sẽ sớm ngày lớn khôn, cho nên đã mời người y tới giúp đỡ. Người y kia mời công chúa về trong nhà, sau đó mới nói cho quốc vương biết là ông ta đang luyện linh dược. 12 năm sau, người y mới đưa công chúa về lại cho quốc vương. Quốc vương nhìn thấy công chúa trẻ và đẹp, rất là vui vẻ, nên mới khen người y thuật cao minh, sau đó thưởng cho người y kia rất nhiều vàng bạc châu báu. Còn chuyện này nữa để muội kể cho nghe nha. Ngày xưa đồ súc sanh, ngươi dám hoàng tục, còn gặp cái tình lãng tử này nữa, ta sẽ cho ngươi bài học. Thank you.
Hả? Phu nhân, khuyên vậy còn chưa có ngủ hay sao hả? Về rồi hả? Ừ. Lão già, tôi là một người đàn bà, có nhiều chuyện không lo tới. Nhưng mà... Phu nhân, có gì cứ việc nói thẳng đi. Đã tới nước này, ông không nên đi tìm hắn nữa. À, ngày mai ta đã kim bồn tẩy thủ, xong kiếm quy ẩn, không có hỏi han tới chuyện giang hồ. Nhưng mà... À, đủ rồi, đủ rồi. Thôi bà cũng đừng có lo, không có xảy ra chuyện gì, không có gây thêm phiền phức gì đâu. Nói thì nói vậy, nhưng ông không cảm thấy chuyện này có điều lạ hay sao? Bà định nói cái việc Tả Minh Chủ còn chưa tới à? Chúng ta phát thiệp mời, các lộ nhân mã đã tới đầy đủ. Ngay cả những người không nhận được thiệp cũng tới. Chỉ có Minh Chủ của Ngũ Nhạc Kiếm Phái là chưa tới. À, có lẽ là ông ta có chuyện quan trọng không có tới được. Dù giờ chót có chuyện không thể tới, thì cũng phải phái đệ tử của phái Tung Sơn tới chúc mừng chứ. Tôi thấy lo quá, chuyện không có đơn giản như chúng ta tưởng tượng đâu. Quý vị tiền bối anh hùng, giang hồ hảo hữu, từ xa tới đây, lão mẫu vô cùng cảm kích. Tại Hội Lương Trấn Phong, được ân sư thu vào môn phái, không thể quan đại môn phái Hành Sơn, rất là xấu hổ. Cũng may là được Mạc đại sư huynh thống lãnh, bản phái trong chốn võ lâm được chút tiếng tăm. Lương mẫu tánh tình giống như là hàng dân giả hàng. Hôm nay kim bồn tẩy thủ, từ nay rút lui khỏi giang hồ, cầu mong mọi người kiểm chứng giùm cho. Từ nay mọi người có mặt đều là bạn thân của Lưu Mẫu. Đương nhiên những chuyện ân ân quán quán thị phi ở trong giang hồ cho phép Lưu Mẫu không có ngó ngàng tới. Nếu như là làm ngược như cái kiếp này, nghi thức rửa tay bắt đầu. Khoan đã, quá là đại tống Dương phủ, phí sư huynh của phái Tung Sơn đã tới, Lưu Mỗ không có kịp nghênh đón, xin sư huynh tha thứ. Lưu sư huynh không cần đại lễ, tại hạ đã thờ lệnh của Tả Minh Chủ, không cho phép nhà ngươi kim bồn tẩy thủ. Kim bồn tẩy thủ, đó là chuyện riêng của Lưu Mỗ, không có đi ngược nguyên tắc về đạo nghĩa của võ lâm, cũng không có tổn hại tới thanh danh của Ngũ Nhạc Kiếm Phái. Tả Minh Chủ tại sao không cho chứ? Tả Minh Chủ như tham gia tánh mạng của hàng trăm võ lâm đồng đạo trong giang hồ. Tả Minh Chủ xâm tranh trọng Lưu Mỗ quá vậy? Tất cả hành động của Lưu Mỗ làm sao có thể liên quan tới thanh gia tánh mạng của cũng cái trăm võ lâm đồng đạo trong giang hồ? Con người có chí, không phá hoại nghĩa khí của võ lâm đồng đạo. Hắn muốn làm gì, người khác cũng không dùng sức mạnh để ngăn cản. Phải rồi. Sư thái, Tả Minh Chủ cho biết nếu như âm mưu của Lưu sư huynh thành tựu, không những đồng đạo giang hồ bị ảnh hưởng, biết bao nhiêu dân lành vô tội cũng bị độc hại luôn nữa. Phí sư huynh, muốn ngậm máu phun người cũng phải tùy theo coi có người nào tin hay không. Quý vị có mặt, không phải Lưu Mỗ một mực cô thành, hôm nay Tả Minh Chủ lại mở lòng như vậy. Lưu Mỗ đây đâu có thể đứt, chí không có thể nhục. Tả Minh Chủ. Quý vị hữu lễ, hàng băng chân khí của Tả Minh Chủ quả nhiên lợi hại, kính phục. Tả Minh Chủ, ta làm sao ngăn cản ta kim bồn tẩy thủ? Ngày hôm nay tới đây chỉ hỏi một câu hỏi thôi, Đông Phương Bất Bại của Ma Giáo và Lưu Sư Đệ có cấu kết gì hay không, có âm mưu gì hay không, tại sao lại phải đối phó với đệ tử của Ngũ Nhạc Kiếm Phái và những người trong chánh phái trong chốn võ lâm? Cuộc đời Lưu Mẫu ta chưa có bao giờ gặp được Đông Phương Bất Bại. Dùng chữ cấu kết, dùng chữ âm mưu,
Tại sao lại nói như vậy? Trong ma giáo có một hộ pháp trưởng lão tên là Khúc Dương. Nhà ngươi có quen biết hay không? Đúng vậy, Khúc Dương không những là bạn của ta, mà còn là một tri kỷ của ta nữa. Là người trong Ngũ Nhạc kiếm phái, tại sao lại kết giao với ma giáo? Nhà ngươi rung vòng một tháng để đầu của Khúc Dương tới gặp mặt ta, ta sẽ bỏ qua tất cả. Khúc đại ca cùng với ta gặp nhau dường như là quen nhau từ trước. Ta và hắn tương giao, hai người cùng bàn về âm nhạc, hai người gặp nhau lúc nào cũng cầm tiêu tương hợp, chuyện giang hồ không bao giờ nói tới. Mình cố chấp không giác ngộ à? Khúc đại ca tuy là người trong ma giáo, nhưng mà ông ta đã quan tử cao tiết mình lượng, Lưu Mỗ thì làm giới võ phù, nhưng tuyệt đối không bao giờ làm hại người bạn đó. Lưu sư đệ, ma giáo ngày xưa thì giết hại biết bao nhiêu võ lâm đông đạo, tại làm sao bị người ta mê hoặc tới giờ này không giác ngộ vậy? Lưu sư đệ, hãy nghe lời khuyên của mình chủ, mau giết chết tên ma đầu Khúc Dương kia. Ngũ Nhạc kiếm phái chúng ta đồng chí liên minh, đừng bao giờ để cho ma giáo gây chia rẽ làm mất hoạt khí. Lưu sư đệ, biết lỗi biết sửa lỗi mới là đại thiện. Chỉ cần giết chết Khúc Dương, người mà thiên hạ ai ai cũng đều khen ngợi là Lưu Chánh Phong của phái Hằng Sơn là một hảo hán đường đường chánh chánh. Nhạc sư huynh, huynh là một quân tử biết rõ thị phi. Hôm nay rất là nhiều người bắt buộc ta phải phản bội bạn bè. Sư huynh hãy lên tiếng đi. Lưu sư huynh vì bạn bè chịu đựng mọi điều là hành động của anh hùng. Nhưng mà ai biết được Khúc Dương dựa vào chỗ yếu lại có họa tâm. Người như vậy không có bao giờ nghĩ tới hai chữ bằng hữu. Người xưa đại nghĩa diệt thân, thân còn có thể diệt được, huống hồ là một đại ma đầu như thế, lại là một đại gian tặc. Nhà trưởng môn nói đúng lắm, làm người cần phải có nghĩa khí, nhưng mà đối với kẻ thù không có nghĩa khí gì để mà nói. Mà giáo nói về người chánh đạo, hơn 100 năm qua thị thị phi phi không có thể nào rõ ràng được hết. Lưu Mẫu ngày hôm nay chỉ là muốn rút lui ra khỏi chỗ gió tanh mưa máu ở trong giang hồ. Cái tâm nguyện này không có đi ngược với mình nữa cùng Ngũ Nhạc kiếm phái. Lưu sư đệ, đệ tử thân mưu mực làm theo ý của mình. Lưu Mẫu quen biết bạn bè, quý ở chỗ can đảm tường chiếu. Tả mình chủ nếu như không chịu thông cảm, Lưu Chánh Phòng thế đơn được bạc, làm sao có thể chống đối với tả mình chủ đây? Xem ra đệ tử của phái Trung Sơn các người chắc là bố trí tất cả rồi. Như vậy ngay cả quan tài của Lưu Mẫu đây cũng chuẩn bị xong rồi. Thôi thì muốn giết thì cứ giết, còn đợi cái gì? Lưu Chánh Phòng cấu kết mà giáo, võ lâm đồng minh ai cũng muốn giết chết. Người nào nhận lệnh thì đứng vào phía này. Ân sư của đại hạ năm xưa đã mắc mạng vào trong tay của một yêu nữ ma giáo. Ma giáo và phái Thái Sơn của chúng tôi có mối thù không đỡ trời chung. Lưu sư đệ, đệ là đại trưởng phu, không nên có lỗi với bạn bè. Không lẽ chúng tôi đều không phải là bạn bè của đệ sao? Chỉ cần đệ gật đầu thôi, Nhạc Mẫu sẽ giúp cho đệ giải quyết Khúc Dương, chịu hay không? Những lời khuyên can của Nhạc sư huynh, Lưu Mẫu hết lòng cảm kích. Nhưng mà ép đệ đoạn tuyệt với Khúc Dương, chuyện đó không có thể nào có được. Cũng như có một người muốn đệ bức hại Nhạc huynh đây, hay là bất cứ người bạn thân nào có mặt ở đây, Lưu Mẫu cho dù cả nhà gặp tai nạn cũng không có bao giờ gật đầu đâu. Từ nay về sau cần phải gọi là Lưu sư đệ hay là Lưu Chánh Phong đây. Lưu Mẫu bây giờ sống hay là chết, e rằng sư thái từ nay cũng không có gọi tên ta nữa đâu. A Di Đà Phật. Phu nhân, cho dù sống hay chết tôi vẫn ở chung với ông. Đệ tử của phái Hằng Sơn hãy đứng về phía chúng tôi. Chúng tôi thọ trọng ơn của sư môn, sẽ đồng sanh cộng tử với ân sư. Đại niên, còn nói như vậy đã không có hổ thẹn với sư phụ rồi. Sư phụ quen biết bạn bè không có liên can tới các người, các người quên kia đi. Ai dám sát hại sư phụ tôi hãy giết tôi trước đi. Được, xem đây.
Lưu Mẫu không có uy hiếp Tả Minh Chủ, chỉ mong Tả Minh Chủ cho phép cả nhà của Lưu Mẫu quy ẩn. Ta xin hứa sẽ không bao giờ gặp mặt Khúc Dương nữa. Ngày nào ta còn sống sẽ không bao giờ bước ra Trung Nguyên nữa đâu. Lưu sư thúc, hãy thả Phí sư thúc ra, bằng không tôi sẽ giết chết phu nhân. Trên phòng giữ được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Mau đi đi. Phu nhân! Lưu Tinh, Lưu Tinh kìa. Một ngày sư tỷ nói nếu nhìn thấy Lưu Tinh thì thắt cái cúc ở trên vạt áo, đồng thời khấn nguyện, vậy thì nguyện vọng ấy sẽ được thực hiện. Có thiệt như vậy không? Cứ gì thử là biết liền à. Ê, sao sẽ kìa, khấn nguyện lẹ đi. Bây giờ Di Lập sư muội, mùa này có thể giúp một thành thật rồi đó. Muội chỉ lo thắt nút trong lòng, đâu có nghĩ cái gì. Như vậy trong lòng nghĩ trước, đọc thầm vài ba lần, đợi tới lúc đó chỉ nhớ thắt cúc lại rồi khấn nguyện thôi, biết không? Ừ. Chúng ta đợi nữa nha. Ê kìa, khấn nguyện đi. Khấn nguyện gì vậy hả? Để anh đoán. Ấy, không có được đoán. Anh đoán ba lần xem có đúng hay không. Sư huynh nói nữa là muội đi. Ê nè, đừng đi. Ê, cho dù muốn làm trưởng môn của phái Hàn Sơn đi nữa cũng đâu cần mắc cỡ. Trưởng môn, nghĩ cũng không dám nghĩ nữa. Muội có nghe gì không? Ở trong quan sơn giá lạnh, tại sao lại có tiếng nhạc? Xem ra người đàn bản nhạc này không phải là phàm phu tục tử. Định qua bên kia coi thử. Em ở chỗ này đừng đi đâu nha, nghe rõ chưa? Có xảy ra chuyện gì cũng đừng cứ tới nha, nhớ kỹ ha, đừng có đi đâu nha. Sư huynh cẩn thận. Giữ được rừng xanh, không sợ không có củi đốt. Hãy mau đi đi. Phu nhân! Tả Minh Chủ, Lưu Sư Đệ đã phong kết giao với người trong Ma giáo nữa, lại chịu rời khỏi Trung Nguyên bỏ qua đi. Tả Minh Chủ, Lưu Sư Đệ nói là giữ lời, đừng lạm sát vô tội. Thôi hãy để cho Chánh Phong dẫn người nhà rời khỏi Hàn Sơn đi.